chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của Cộng Review và mình là Admin Kha đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ông chủ của Huawei khi mà ông vừa phát biểu công khai với mọi người rằng tôi chỉ là một lãnh đạo bù nhìn. Tôi chỉ là một ông già, không có gì phải nhớ đến tôi. Mọi người nên suy nghĩ nhiều hơn về tương lai và thế giới, ông Nhậm Chính Phi đã nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ South China Morning Post. Và ông còn nói thêm, mong muốn lớn nhất của tôi là được ngồi uống cà phê trong quán mà không bị chú ý. Uống cà phê trong quán nhỏ là một điều mong muốn khá là đơn giản, nhưng dường như nằm ngoài tầm với của một giám đốc thuộc một tập đoàn cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất trên thế giới. Huawei từ năm ngoái đã trở thành trung tâm của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Tháng 5 năm ngoái, chính phủ Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen, cấm thực hiện các giao dịch và mua bán với các hãng công nghệ của Mỹ mà đã không được cấp phép, với những cáo buộc mà Huawei phải gánh chịu, ví dụ như là thu thập thông tin tình báo và gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Sau lệnh cấm, hàng loạt các công nghệ lớn của Mỹ đã ngừng hợp tác với Huawei vì lo ngại sẽ bị chính quyền Washington trừng phạt. Google sau đó còn ngừng cung cấp và không cho Huawei tiếp tục sử dụng các dịch vụ và ứng dụng của mình trên smartphone. Bên cạnh các biện pháp trừng phạt của Mỹ, thêm một vấn đề chưa được giải quyết với Huawei chính là bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của Huawei, con gái của ông Nhậm Chính Phi, vẫn bị giam lỏng ở Canada, đang chờ xét xử và có thể bị dẫn độ về Mỹ, nơi bà sẽ đối mặt với nhiều cáo buộc về tài chính. Trước khi con gái bị bắt, ông Nhậm Chính Phi chưa bao giờ trả lời phỏng vấn trên truyền hình và hiếm khi trò chuyện với các nhà báo. Nhiều nhân viên của Huawei, thậm chí cả những người làm việc tại trụ sở chính, khi trả lời phỏng vấn của tờ Post đều cho biết họ chưa bao giờ gặp trực tiếp giám đốc điều hành. Tuy vậy, ông Nhậm luôn có ảnh hưởng rất lớn đến Huawei. Tại diễn đàn nội bộ của công ty, các bài viết về ông, những cuộc đối thoại của ông và các giám đốc bộ phận luôn được đặt ở tiêu điểm. Ông Nhậm Chính Phi cũng có tiếng là người thẳng tính. Một nhân viên lâu năm cho biết, ông Nhậm đã công khai mắng mình tại một cuộc triển lãm sau khi không trả lời một cách thỏa đáng các câu hỏi về sản phẩm và quan hệ đối tác. Trong một cuộc phỏng vấn của tờ South China Morning Post, ông Nhậm cho hay, ông thường nói về những điều mình nghĩ một cách tự do và nhân viên thường không ngăn cản ông, dù đôi khi một số câu trả lời không phải là hay nhất từ góc độ quan hệ công chúng, thậm chí có tác động bất lợi đến công ty. Và một nhân viên đã làm việc tại Huawei hơn 10 năm nhấn mạnh, ông Nhậm Chính Phi chắc chắn là một lãnh đạo tinh thần của Huawei. Tuy nhiên, đó là cách miêu tả mà ông Nhậm Chính Phi không đồng ý. Tôi không phải là lãnh đạo tinh thần của Huawei, tôi chỉ là một lãnh đạo bù nhìn, ông Nhậm nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Post. Ông còn nói thêm, công ty được điều hành bởi ba chủ tịch luân phiên, tôi chỉ đóng vai trò tượng trưng, giống như bức tượng đã xét trong một ngôi đền. Nếu không có nó, ngôi đền sẽ trống, nhưng thật ra bức tượng thật sự không làm gì cả. Dù tôi ở Huawei hay không, những tác động là không đáng kể, ông Nhậm khẳng định. Như vậy, đây cũng là thông tin cuối cùng mình muốn gửi đến cho bạn trong video của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về chủ tịch của Huawei? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.